Hello, chào mừng em đã đến với Thỏ Ngọc Anime. Anh biết đấy, những bộ anime isekai với nhân vật chính thông qua việc chuyển sinh hay là dịch chuyển sang một thế giới mới lạ luôn được các fan anime hết lòng yêu thích. Ở thế giới đó, họ thường được ban cho những khả năng và sức mạnh vượt trội hơn bất kỳ ai khác. Nếu như bạn đang tìm kiếm những bộ anime như vậy, thì hãy cùng với mình đến ngay với top 10 anime isekai có main mạnh mẽ ngay từ lúc ban đầu nhé. Và sau khi xem xong top 10 anime bên dưới thì đừng quên để lại một like và bình luận xem bộ anime nào đã để lại cho bạn nhiều ấn tượng nhất cho mình và mọi người cùng biết nhé. Số 10. Arata Kangyatari, thể loại Adventure Fantasy Shonen. Từ khi vẫn còn là một cậu bé của một gia đình quý tộc ở Amawakuni, Arata đã luôn mong muốn điều khiển cuộc sống của mình cho đến khi lời nói của công chúa đang ngày một yếu đi đến thành phố của cậu. Không biết đến cậu ta, ba của Arata đã tuyên bố rằng cậu ta là nữ từ khi sinh ra và bây giờ không có cô gái nào kế vị công chúa từ gia tộc Hime. Cậu ta trở thành người kế vị ngai vàng. Ngụy trang thành một người phụ nữ để chờ người thay thế được tìm thấy, Arata chứng kiến một vụ ám sát công chúa bởi không ai khác chính là người bảo vệ của cô, Twelve Shinsho. Với tội ác gắn lên đầu, buộc Arata phải trốn vào rừng sâu Kando, nơi mà người ta nói rằng không ai vào đó có thể trở về. Trong khi đó, ở Nhật Bản thời hiện đại, Arata Hinohara khao khát thoát khỏi sự tàn nhẫn của bạn cùng lớp. Nghe thấy tên mình được gọi từ một con hẻm, anh ta lang thang trên con đường của mình và vô tình chuyển vũ trụ với Arata từ Amawakuni. Với sức mạnh như một chiến binh, Shou được đánh thức, cậu ta có thể sử dụng Hayagami, vũ khí với sức mạnh của các vị thần và cùng với sự giúp đỡ của những người bạn đồng hành mà cậu ta gặp trong hành trình của mình, Hinohara bắt đầu khôi phục trật tự cho thế giới mới này. Số 9. Infinite Dendrogram, thể loại game fantasy. Vào năm 2043, Infinite Dendrogram VRMMO thành công trong việc mô phỏng hoàn toàn đầu tiên trên thế giới được phát hành. Ngoài khả năng mô phỏng hoàn hảo năm giác quan, cùng với nhiều tính năng tuyệt vời khác, trò chơi hứa hẹn mang đến cho người chơi một thế giới đầy những khả năng vô hạn. Gần 2 năm sau, Reiji Mukudori, tân sinh viên đại học cuối cùng cũng có thể mua cho mình một bản sao của trò chơi và bắt đầu chơi nó. Với sự giúp đỡ của người anh trai giàu kinh nghiệm, Shu và cộng sự của mình, Reiji bắt đầu cuộc phiêu lưu vào thế giới của Infinite Dendrogram. Không biết rằng, những gì anh ta sẽ khám phá và gặp phải trong thế giới trò chơi được biết đến với tính thực tế đáng kinh ngạc và khả năng vô hạn của nó là gì? Số 8. Amatsuki, thể loại Action Demons Fantasy Historical Shoujo Supernatural. Tokidoki Rikugou là một học sinh ghét lịch sử đã bỏ học môn lịch sử Nhật Bản. Trường trung học của anh ấy buộc anh ta phải bù cho điểm trượt của mình bằng cách tham dự một bài giảng đặc biệt của bảo tàng. Triển lãm của nó, một cuộc tái hiện rộng lớn về thời kỳ Edo, hứa hẹn sẽ giảm bớt điểm kém của học sinh vi phạm bằng một mô phỏng công phu về mạc phủ Tokugawa. Chuyến tham quan và triển lãm Edo Bakumatsu. Không biết gì về văn hóa samurai hoặc những thời điểm anh ấy bước vào, anh ấy nhanh chóng ngạc nhiên khi biết về bản chất mê tín của Nhật Bản trong những năm 1600. Nhanh chóng gạt bỏ sự tồn tại của các vị thần và ác quỷ, anh ta bị sốc khi chạm trán với một con quỷ trên cây cầu, kẻ tấn công cậu học sinh trung học. Được cứu bởi một kiếm sĩ bí ẩn mang tên Kuchiha, anh ta phát hiện ra rằng anh ta không thể thoát khỏi mô phỏng tại bảo tàng lịch sử. Gặp một kiếm sĩ khác có tên là Kon Shinonome, anh ta phát hiện ra một người cùng thời điểm khác đang mắc kẹt trong mô phỏng trước anh ta. Nhanh chóng thích nghi với ngôi nhà mới của mình, Tokidoki giờ phải giúp bảo vệ ngôi làng khỏi ma quỷ, đồng thời khám phá ra bí ẩn về cả mô phỏng và công ty tạo ra nó. Số 7. Bofuri, thể loại Action Adventure Comedy Fantasy Sci-Fi. Sau lời mời nhiệt tình từ người bạn của mình, Kaede Honzo miễn cưỡng đồng ý chơi thử New World Online, một VRMMO rất nổi tiếng được hàng ngàn người chơi trên khắp Nhật Bản. Đặt tên cho nhân vật của mình là Mapo, cô ấy bắt đầu cuộc hành trình của mình. Là một người chơi mới, cô phân bố tất cả các điểm số của mình vào sức sống với mong muốn không bị tổn thương. Không có một điểm nào trong bất kỳ chỉ số nào khác.
Mapo có khả năng phòng thủ cực kỳ cao nhưng mà lại không thể di chuyển nhanh hay là đánh mạnh. Do khả năng phòng thủ cao, Mapo có được các kỹ năng áp đảo như Total Defense, Poison, Immunity hay Devour. Với những kỹ năng này, cùng với những vật phẩm cực kỳ mạnh mà cô có được, cho phép cô xóa sổ hầu hết những kẻ thù trong một đòn duy nhất. Chỉ sau vài ngày chơi trò chơi, Mapo dẫn vị trí thứ 3 trong một sự kiện toàn máy chủ, nổi tiếng là một người chơi mạnh mẽ một cách vô lý. Mặc dù sở hữu nhân vật áp đảo, Kaede vẫn có nhiều điều để học hỏi. Thông qua trò chơi này, cô gặp gỡ những người bạn mới, giúp cô hoàn thành các cấp độ và sự kiện mới. Trong các cuộc phiêu lưu của mình, cô thậm chí còn có thể nhận được thêm một số kỹ năng điên rồ khác nữa. Số 6. Bakumatsu, thể loại Action Historical Samurai. Bakumatsu là thời đại mà tâm hồn của những người đàn ông trẻ tuổi bùng cháy với nỗi lo lắng cho tương lai của đất nước của họ. Takatsuki Shinsaku, một người lính giàu có từ Choshu, lại lên tàu chính phủ cùng với đồng đội Katsura Kogoro để tìm kiếm một chiếc đồng hồ bí ẩn với sức mạnh thao túng thời gian mà anh ta sợ rằng chính phủ muốn giữ cho riêng mình. Thay vì để quyền lực đó rơi vào tay của kẻ xấu, Takatsuki lên kế hoạch để phá hủy cổ vật, nhưng sau khi lấy được, cổ vật nhanh chóng bị đánh cắp. Buộc cả hai phải đi theo tên trộm bí ẩn đến trụ sở chính phủ ở Kyoto. Tuy nhiên, khi đến thủ đô, họ phát hiện ra rằng chính phủ đã bị lật đổ và vị thần Susanoo hiện đang ngự trị ở vị trí đó. Những con người trong thành phố và những con người trong đó khác nhiều so với những gì mà Takatsuki và Katsura nhớ. Thời thế có thể thay đổi, nhưng nhiệm vụ của họ thì không. Takatsuki và Katsura quyết tâm thiết lập lại thời gian và cứu quốc gia của họ khỏi những thế lực bất chính đang cố gắng chiếm đoạt nó. Số 5. Isshin Saga DT, thể loại hành động phép thuật Drama Romance Fantasy Shoujo Superpower. Một ngày nọ, khi con Hokage đang chơi MMORPG, anh ta nhận được yêu cầu từ một nhân vật nữ trong trò chơi. Anh ta nghĩ rằng mình đã may mắn khi tìm được bạn gái trên mạng. Nhưng đột nhiên, anh ta bỗng nhận thấy mình được đưa vào thế giới Mira, nơi anh ta vô tình cứu công chúa trẻ bướng bỉnh bằng cách đáp xuống trúng đầu kẻ tấn công bằng chiếc ghế xoay mà anh ta đang ngồi. Không biết làm thế nào để anh ta có thể đến đó và cũng không biết phải làm sao để có thể quay trở lại thế giới cũ của mình. Con đành phải đồng hành cùng với cô công chúa như người bảo vệ cô trong khi một phe chiến binh của đất nước đang tìm cách bắt cóc cô ấy trước khi cô có thể hoàn thành cuộc hôn nhân sắp đặt của mình. Số 4. Yumekui Mary, thể loại hành động siêu nhân. Câu chuyện bắt đầu với Yumeji Fujiwara, một học sinh trung học giống như bình thường. Nhưng 10 năm trước, Yumeji có được khả năng nhìn thấy hào quang trong mơ của những người khác xung quanh mình. Khả năng này cho phép Yumeji dự đoán loại giấc mơ mà mọi người có khả năng sẽ có tiếp theo. Những giấc mơ của người khác có thể không phải là một bí ẩn đối với Yumeji, nhưng những giấc mơ của anh ta có gần đây đã khiến cho anh ta cảm thấy bối rối. Trong giấc mơ, Yumeji đã bị truy đuổi bởi một quân đội mèo do John Zoe lãnh đạo, người tuyên bố rằng cần cơ thể của Yumeji để bước vào thế giới thực. Những sự kiện kỳ lạ này đã trở nên rõ ràng khi mà Yumeji gặp Nightmare Mary, một con quỷ trong mơ tìm cách trở về thế giới của chính mình. Sử dụng sức mạnh của mình, Yumeji quyết định hỗ trợ Mary trở về nhà. Nhưng chính sự hiện diện của Mary trong thế giới thực có nghĩa là rào cản ngăn cách giữa giấc mơ và hiện thực đã bị phá vỡ. Và không phải tất cả những con quỷ trong mơ đều có ý định đến trái đất một cách hòa bình. Số 3. Knives and Magic, thể loại Action Fantasy Mecha School. Sau khi bị chết trong một vụ tai nạn xe hơi, Tsubasa Kurata, một otaku đến từ Nhật Bản hiện đại được tái sinh ở vương quốc Primavera, một thế giới thời trường cổ, nơi mà các cỗ máy mạnh mẽ được gọi là hiệp sĩ Silhouette được sử dụng để chiến đấu với những con ác quỷ khủng khiếp.
sinh ra trong một gia đình quý tộc dưới cái tên Ernesti Echevarria và được ban cho những khả năng ma thuật phi thường. Cậu ta đăng ký vào Học viện Hoàng gia La Hella, môi trường phép thuật này huấn luyện những học viên trẻ cách điều khiển các hiệp sĩ Silhouette, nhằm chuẩn bị cho họ các kỹ năng để bảo vệ vương quốc khỏi các mối đe dọa, cả quỷ dữ lẫn con người. Ernesti hợp tác với cặp song sinh Aditude và Acris Alter với mục tiêu tạo ra hiệp sĩ Silhouette của riêng mình trong một ngày nào đó, và một kỳ tích chưa từng thấy trong nhiều thế kỷ xảy ra với sự xuất hiện của cậu. Số 2, Hina Masri, thể loại comedy sci-fi seinen slice of life supernatural. Trong khi say sưa trong việc sắp xếp những chiếc bình quý giá trong bộ sưu tập của mình, Yoshifumi Nita, một yakuza, bất ngờ bị một viên năng lớn kỳ dị đột nhiên xuất hiện và rơi xuống đầu anh ta. Khi viên năng mở ra, thử bên trong là một cô gái trẻ có mái tóc màu xanh, người không tiết lộ bất cứ điều gì ngoài việc tên cô ấy là Hina, và thực tế cô ấy sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Mỗi khi cô ấy mất kiểm soát sẽ giải phóng một vụ nổ nếu sức mạnh của cô ấy không được sử dụng thường xuyên. Không có sự lựa chọn nào khác, Nita trở thành người chăm sóc cho cô. Để cho cô ấy sử dụng sức mạnh của mình một cách tự do, Nita nhờ Hina giúp đỡ trong công việc xây dựng và điều đó diễn ra suôn sẻ. Nhưng trong khi điều này đang xảy ra, một đối thủ Yakuza đã tình cờ tấn công ông chủ của anh. Đồng bọn sau đó đã đổ lỗi cho anh. Được giao cho nhiệm vụ tấn công nhóm đối thủ để trả thù, Nita tự đến nơi ẩn náu của họ, chấp nhận cái kết cho bản thân mình. Nhưng đột nhiên, Hina bất ngờ bước vào và giúp anh ta quét sạch toàn bộ băng nhóm. Hóa ra, Hina có thể trở thành tài sản quý giá cho Nita và băng đảng Yakuza của anh, với điều kiện cô ta không sử dụng sức mạnh của mình trước anh. Và thế là cuộc sống kỳ lạ của bộ đôi bất thường này bắt đầu. Số 1, Hachinente Sore wa Nai Desho, thể loại action drama fantasy. Ichinomiya Shingo, một người đàn ông 25 tuổi đang làm công ăn lương tại một công ty, trong khi nghĩ đến những công việc bận rộn phải hoàn thành của ngày mai và đi ngủ. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, anh ta thấy mình đang ở trong một căn phòng mà anh chưa từng thấy trước đây và nhận ra rằng bản thân đang ở trong cơ thể của một đứa trẻ 6 tuổi chiếm lấy cơ thể và cả tâm trí của anh ta. Anh sớm học được những ký ức về cậu, rằng cậu bé được sinh ra là con út của một gia đình quý tộc nghèo khổ, sống ở nước ngoài. Không có kỹ năng về hành chính, anh ta không thể làm gì để quản lý vùng đất rộng lớn mà gia đình anh có. May mà thay, anh được ban phước với một khả năng rất hiếm, khả năng về phép thuật. Thật không may, trong khi những khả năng của anh ấy có thể mang lại sự thịnh vượng cho gia đình, thì trong tình huống của anh, nó chỉ mang lại tai họa. Đây là câu chuyện về cậu bé có tên là Wendelin von Benno Baumeister, người đã mở ra con đường của riêng mình trong thế giới đầy rẫy những khắc nghiệt. Trên đây là top 10 anime isekai có main mạnh mẽ ngay từ lúc đầu mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video này của Hema rồi, các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngập Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các top anime tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!